góc độ của lãnh đạo chúng tôi cũng không tránh né về các cái việc nó liên quan đến các cái hoạt động cũng như là xảy ra một số vấn đề liên quan đến sân luyện. Các quyền chúng tôi cũng nghiêm túc, cũng kinh nghiệm và cũng nhắc nhở, cũng yêu cầu xây dựng các cái quy trình cho công tác tổ chức ngày càng sẽ tốt hơn. Thì trong cái vấn đề đó thì nó cũng có những điều kiện chủ quan và những khách quan. Tuy nhiên nó không phải là vấn đề về các cái điều kiện mà chủ quan, khách quan mà dẫn đến một cái việc là thiếu trách nhiệm trong cái công tác tổ chức. Và tất cả chúng ta cũng mong muốn là các cấp hợp đồng chúng ta ngày nó phải càng chuyên nghiệp hơn. Thì câu chuyện này nó đầu tiên thì cũng phải nói với anh chị em phóng viên chúng ta lắm, thì tình hình cái khu liên hợp cái gì ở đây là cái khu liên hợp là đơn vị đang tự chủ 100%. Thì trước đây là thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch, thì sau này bắt đầu chuyển đổi bắt đầu quay về thuộc thể thao. Trong một thời gian trước đây thì chính phủ cũng đã cho đơn vị phải thử nghiệm, thứ nhất là liên quan đến là tự chủ. Vấn đề thứ hai là cho các hoạt động cho thuê và liên doanh liên kết. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện khu liên hợp tham gia điểm đã xảy ra một số cái trường hợp. Thứ nhất là các cái hợp đồng liên doanh liên kết thì có những các cái hợp đồng nó rất là phù hợp và các cái đơn vị liên doanh liên kết cũng như là thuê họ đóng thuế nghĩa vụ của nhà nước rất là đầy đủ. Đó. Thế còn một số các công ty khác đó, thì các cái hợp đồng không đúng với các cái quy định pháp luật. Hôm nay chúng ta đã thẳng thắn với nhau thì nó không đúng quy định pháp luật. Và cái việc này cũng có trong kết luận thanh tra và các đơn vị đó được yêu cầu ngừng hoạt động và phải có nghĩa vụ thuế nhà nước. Đó. Thì tất cả anh chị cũng nên biết là tình trạng thuế đất của khu Mỹ Đình hiện tại bây giờ nó đã lên trên 800 triệu rồi. Đó. Tất cả các hoạt động dịch vụ hiện tại của khu liên hợp Mỹ Đình thì đều đang bị cưỡng chế thuế và đều phải trích một phần trong các cái hợp đồng đó đi đóng thuế. Đó ví dụ như là hợp đồng với đội bóng đá là 800 triệu. Đó, thực sự như thế nhưng mà tiền thuế đó với nhà nước thì cũng đã phải hơn 200 triệu rồi. Đó còn lại là sẽ liên quan đến các cái chi phí khác. Đó thì hiện tại tổng cục thể dục thể thao, tổng bộ văn hóa thể thao du lịch cũng đang nỗ lực hết sức để gỡ cho Mỹ Đình. Thế tuy nhiên là cái thẩm quyền nó không nằm ở bộ, thẩm quyền ở các cái cấp cao hơn và chúng tôi cũng đang xây dựng các phương án để cố gắng để xin. Thứ nhất là làm sao mà để có thể là đóng khung cái thuế đó lại và sau này trách nhiệm thuộc về ai thì người đó sẽ phải chịu cái này đó. Thế tuy nhiên để gỡ cho khu cái đỉnh hoạt động thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải đóng được thuế đó lại đó. Bởi vì khu liên hợp sai nhưng mà nó sẽ liên quan đến trách nhiệm cá nhân một số người trước đây đó. Không có nghĩa là cái khu liên hợp đó bây giờ nó không thể hoạt động được, mà bây giờ nó phải hoạt động được, muốn hoạt động được thì gỡ rất là nhiều vấn đề. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề các hợp đồng liên doanh liên kết thì cái thẩm quyền đó nó thuộc quyền của bộ tài chính, cũng thuộc thẩm quyền của bộ văn hóa thể thao và du lịch, và cái việc đó thì cũng đang có văn bản để xin bộ tài chính đó. Và bộ tài chính thì cũng yêu cầu làm theo quy định thì chúng ta cũng phải xây dựng đề án, cũng phải đấu thầu, cũng phải làm tất cả những cái bước đó. Tuy nhiên những cái bước đó phải được giải quyết trong thời gian ngắn được. Thành ra bây giờ hiện tại vẫn còn đang rất là vướng nhân viên cán bộ nhân viên của Mỹ Đình hiện tại bây giờ là không có lương đó, không đủ tiền chi trả lương đó, bởi vì những cái hợp đồng mà đang đóng góp nghĩa vụ cho nhà nước và được kết luận thanh tra chính phủ là vẫn được tiếp tục hoạt động đó, thì cái mức thu nó rất là thấp đó, hiện tại nó chưa đủ để trả lương cho cán bộ nhân viên từ số lượng trên 200 sau đó xuống 104 người. Đó là khi tôi vừa nhận nhiệm vụ tại một thao trong 104
và hiện tại bây giờ số lượng cán bộ nhân viên của khu liên hợp Mỹ Đình là khoảng trên 90 người, nó chỉ còn trên 90 người thôi. Đó cũng đang một giai đoạn rất là khó khăn của khu liên hợp. Nhưng tuy nhiên không phải vì những vấn đề khó khăn đó mà thiếu trách nhiệm trong tất cả các công việc. Thì thật sự là khu liên hợp cũng đã rất là nhiều cách, có những rất có trách nhiệm trong các hoạt động. Thì cái việc đầu tiên đó là liên quan đến cầu môn. Nói như chúng ta đã biết rồi, cái cầu môn khi mà thi đấu nó bung ra thì cũng phải báo cáo với anh chị là cái cầu môn đó là của Sepco sản xuất và nằm trong cái gói thầu để chuẩn bị SEA Games 31 của chúng ta Việt Nam. Thì trước đây các cái cầu môn của chúng ta là cầu môn cố định, cầu môn nó bằng sắt cố định, và cầu môn này của Sepco là cầu môn nó bằng nhôm, nó bằng nhôm. Thế tại sao nó lại là không phải là sắt mà nó lại là nhôm? Đó thì chúng ta biết rồi, bởi vì cái nguy cơ ban đầu của vận động viên nó rất là lớn khi thi đấu với cái cường độ cao như vậy và cái va chạm vật lý nó rất là nhiều, thì các cái cầu môn nhôm của nó chắc chắn đó, thì cái khi mà va đập vào nó rất là nguy hiểm. Thì xu thế sau này các cái cầu môn nó đa số bằng nhôm, bằng nhôm thì nó yếu hơn, nhưng mà yếu hơn như vậy khi mình đọc đổ vào thì nó cũng sẽ giảm chấn rất là nhiều, đó cũng đảm bảo an toàn đó. Và cái cầu môn của Sepco này là cái cầu môn lắp ráp đó. Trước đây cái cầu môn khác cũ của chúng ta là cầu môn cố định, bây giờ là lắp ráp, để khi mà chúng ta cắt cỏ hay cái gì chúng ta gỡ ra thì cắt đó. Thì nó có một cái việc là trong lúc chuyển giao, hiện tại bây giờ là chủ đầu tư là ban quản lý dự án của bộ là chủ đầu tư, không phải là Mỹ Đình là chủ đầu tư đó. Thì trong lúc chuyển giao là giữa chủ đầu tư là đơn vị thầu đó, là công ty Quang Tuyến đó, thì họ vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao đó. Công ty Quang Tuyến họ vẫn là cái người đang lắp cái cầu môn này, lắp ráp, hỗ trợ lắp ráp cái cầu môn này để chuyển giao cho khu liên hợp Mỹ Đình đó. Thì trong cái lúc mà nó đang xen giữa cái việc khai quản lý đó, thì thật sự là cả hai bên cũng đều thiếu có thể được kiểm tra giám sát, thì dẫn tới cái việc là cái nó có cái ốc trì ở trong đó. Khi mà lắp ráp vào thì ốc trì trong thì nguyên tắc là không có gì nó thò ra ngoài hết. Chúng ta biết rồi, thi đấu đá và các cái thì mà nó thò ra ngoài đó thì nó đều có nguy cơ va chạm, đều có nguy cơ gây chấn thương. Thế thì tất cả các cái gì mà nó bằng sắt thì nó phải chìm vào trong hết đó, nguyên tắc là phải chìm vào trong hết. Thì nó có chìm nó cũng tương đối nó lớn đó, chính vì vậy là khi lắp ráp vào thì dẫn tới là thiếu kiểm tra cái việc đó, thì dẫn tới là thủ môn của đội Đức là đội Brussels Đức đó, của nó cũng đó nhảy lên thì nó tổn năng đó. Thì những cái việc đó thì chúng tôi đã nghiêm túc rút kinh nghiệm cái việc đó, họp cái khu liên hợp cái hình xây dựng quy trình đó, nhắc nhở cái việc đó. Thì nó xảy ra cái việc nó đan xen giữa cái việc chuyển giao của hai đơn vị đó, chính vì vậy nó xảy ra việc đó đó. Thì cái việc đó nó cũng là cái sự tắc trách và việc đó thì chúng tôi cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm. Thì vừa rồi cũng xuống họp khu liên hợp kiểm tra ra đầu tiên là cái cầu môn đó, thì cầu môn thì cũng đã được công trình cũng đã được xem và AFC kiểm tra chuyển qua và cũng đã nhận đó. Và bây giờ tất cả các hoạt động liên quan đến cái vấn đề bàn giao, liên quan đến chung môn kỹ thuật thì lãnh đạo của bộ, lãnh đạo của bộ yêu cầu sau khi rà soát kiểm tra lắp đặt tất cả thì nó sẽ có sự kiểm tra của các bên đó. Trước đây chúng ta thiếu có sự kiểm tra giám sát đó, thành ra bây giờ là phải có kiểm tra giám sát và có bàn giao đó. Thì trưa ngày mai đó, sau 11 giờ đó thì sẽ có bàn giao và chuyên môn giữa khu liên hợp thể thao Mỹ Đình và đi vào bóng đá Việt Nam đó. Chúng ta bàn giao tất cả những vấn đề liên quan đến từ cabin cho đến cầu môn cho đến mặt sân tất cả. Thế còn về vấn đề mặt sân phẳng thì đó chúng ta biết rồi, thì tôi lúc nói
không phải là vấn đề về thiếu kinh phí, thiếu ngành, thiếu khác, mà chúng ta quên cái việc là chúng ta dù được cái việc đó được thường xuyên được thực hiện đó, thực hiện đó. Tuy nhiên thì trong một tháng vừa rồi đó thì chúng ta thấy là cái thời tiết của Hà Nội đó là cái lượng nắng nó không đủ, nắng rất là ít, nắng nó không đủ, thế thành ra chính vì vậy cỏ nó không có hợp đủ đó, thế thành ra là nó không được cái thảm xanh như mình mong muốn đó, như yêu cầu đó. Nhưng tuy nhiên thì AFC cũng đã kiểm tra và cũng đã đánh giá là đảm bảo yêu cầu để kiểu, nhưng tuy nhiên cái hình ảnh nó sẽ không đẹp lắm đó, thì cái việc đó thì cũng thật sự là cũng nỗ lực nhưng mà cũng không đạt được như vậy, thật sự cũng rất là đáng tiếc, đó là đáng tiếc. Thì cũng có báo thì đăng vấn đề nó liên quan đến là đội phải thay đinh giày đó, thì chúng ta biết rồi, nếu mà sân cưng đó thì chúng ta phải dùng pin ngắn đó, còn nếu pin nhựa pin ngắn, thế còn khi mà sân nó mềm đó, sân nó mềm đó thì chúng ta sẽ phải dùng đinh dài hơn để có đảm bảo độ bám đó. Thế còn đối với các cái sân chúng ta biết rồi, các cái quy định của sân bóng châu Âu chúng ta biết rồi, họ hệ thống sửa, họ mái đó, tránh các vấn đề liên quan đến sương muối và tuyết, còn hệ thống của chúng ta thì nó không được như vậy đó, nó phụ thuộc vào cái thời tiết nó khá nhiều đó. Thì cũng rất là mong mà anh chị huấn luyện chúng ta cũng hết sức là chia sẻ với cái sự khó khăn quy nở, cũng chia sẻ cái khó khăn do cái điều kiện của thời tiết. Còn có một số bài trước đây cũng liên quan đến vấn đề giải marathon đó, chúng ta biết rồi đó, cái giải marathon trước đây là giải marathon, các cái giải phong trào thì nó có nguồn thu tài trợ rất là lớn đó, và các vận động viên cũng phải đóng tiền rất là lớn, thì nên cái số tiền để họ tổ chức sự kiện là rất là lớn để cho các cái chi phí. Còn đối với các cái giải thi đấu của đỉnh cao thì không phải vì cái vấn đề không đủ tiền mà chúng ta bỏ qua các vấn đề liên quan đến vấn đề chuyên môn đó, thì nó có một số cái quy định thì tôi xin phép để chia sẻ luôn. Thứ nhất là tất cả các đại hội thì đầu tiên là cái mặt đích, tất cả các mặt đích nó đều là cái mặt đích của 100m đó, và cái việc này thì trong họp chuyên môn tất cả đều biết đó, tức là họp chuyên môn bao giờ trước các cái trận đấu và trước các cái giải đấu chúng ta cũng đều có cái cuộc họp chuyên môn đó, trong đó là cũng nói về các vấn đề về quy định về đường đua đó, thì cái cuộc họp chuyên môn đó cái quy định đường đua nó sẽ như này, quy định của marathon là 5 km thì chúng ta sẽ có bảng tiếp nước đó, 5 bảng tiếp nước. Thế còn thi đấu ở các cái giải phong trào của chúng ta đó tổ chức rất là nhiều đó, thì nó trên một cái cung đường nó rất là dài đó, thì cứ 5 km sẽ có bảng tiếp nước. Thế còn đối với cái giải chuyên nghiệp, cái giải đại hội của đội thì cái vòng đua của Mỹ Đình của chúng ta nó chỉ có 2.5 cây thôi, và chúng ta không chạy ra bên ngoài mà chúng ta chạy xung quanh cái sân Mỹ Đình của chúng ta đó, bên ngoài nhưng mà nó là xung quanh, nó có 2.5 cây, thì trong 2.5 cây đó có thể 2 bảng tiếp nước, và cũng có quy định cho tất cả các đoàn là chỉ được tiếp nước ở cái khu vực đó thôi và có kiểm tra kiểm soát đó. Thì một số các cái mạng thì các bạn lại bảo là cái này thì không có trọng tài tiếp nước, nhưng mà thực sự là trọng tài kiểm tra giám sát rất là chặt, bởi vì chỉ có 14 người thi đấu thôi, có 14 người so với cái việc kia là chúng ta phải sản xuất thì cái số lượng nó lên hàng mấy nghìn người đến hàng chục nghìn người thi đấu, bắt buộc phải sử dụng chip, không thể nào cái không sản chip tham thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta xác định. Thế còn đây chỉ có 14 con người chạy đó, 14 con người chạy, việc này cũng sẽ cũng một phần liên quan đến kinh phí. Nếu mà chúng ta sản chip tham một gói, sản gói 100 người thì nó số tiền nó cũng phải vào chục trăm triệu, nên con số đó nên nó chỉ có 14 người đi đâu đó. Thế mà có bàn tiếp nước nhưng mà thực sự là có 2 bàn đó, còn trong hoạt động chuyên môn là họ thứ hai là mục đích và quy định của tất kỳ các cái giải nào mà marathon còn chạy ở trong các cái kỳ đại hội đó, là cái mục đích của chúng ta là ví dụ là cái mục đích 100m và tại cái mục đích 100m đó chúng ta có một cái bàn có 3 trọng tài ngồi
đó. Cái sai sót mà khi để vận động viên nó chạy lên có người chặn lại đó, là có một trọng tài khi bấm thì thấy vận động viên đó là chạy thấy đích thì họ lấy tay họ phải phần đó, một cái cô áo xanh là cũng phải đi, tức là nói em đó là cái chạy qua hết đích đi chứ đừng có dừng lại, tại vì để lấy thành tích. Và lúc đó thì vận động viên đó họ muốn ngừng lại rồi, tại vì thứ nhất rồi đó, để lấy thành tích cũng phải tăng đi, thì vận động viên đó lại tưởng là phải chạy thêm đó, tưởng là chạy thêm thì chạy lên một chút thì có người chặn lại, thì cuối cùng nó lại xảy ra cái việc là tại sao cái giải này lại không có hoạch đích đó, tại sao không có hoạch đích. Nhưng mà tất cả các đại hội kể cả SEA Games tất cả mọi thứ thì khi vào trong sân thì cái hoạch đích đó là hoạch 100m đó và đều có. Thế còn đối với các cái giải phong trào đó là gì, ngoài cái vấn đề về bản tiếng nước, ngoài vấn đề về y tế đó, y tế thì cái việc đó người phong trào học tập thì không ai biết là sức khỏe họ như thế nào, thì các cái chỗ bàn y tế rất là nhiều đó. Thế còn ở đây thì cũng chạy trong cái vòng đó, chúng ta biết rồi, cái mà siết nhanh nhất và dễ nhất đó là vấn đề về đột quỵ, nó liên quan đến tim mạch đó. Và chúng ta có một cái giờ vàng thì ban tổ chức cũng đã bố trí một cái xe ô tô cấp cứu đó, và có các bàn cấp cứu đó để ở ngay chỗ cái chỗ đường đua F1 đó, thì nếu mà có xảy ra tình huống thì trong cái vòng đó chúng ta xử lý là nó rất là phù hợp lý, không có vấn đề gì cả, nó khác với lại cái chạy ngoài đường. Còn khi mà về đích rồi thì cái việc mà tiếp nước, mặc áo, tất cả cái đó thì nó thuộc về đoàn đó. Ví dụ như là đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đó cử đi thì những người đó sẽ có trách nhiệm để họ chăm lo cho vận động viên. Thế còn đối với các cái giải phong trào chúng ta thì nó không thi đấu theo đoàn theo đội là cá nhân đó, thì việc đó thì ban tổ chức sẽ còn có trách nhiệm để chăm lo việc đó để nó giảm thiểu các cái rủi ro. Nhưng còn đây là thì trách nhiệm thuộc về các đoàn đó, thì có những đoàn nhưng mà nó cũng có nhiều cái hình ảnh rất là phản cảm, có những đoàn thì chăm lo cho vận động viên rất là tốt, đến thì có áo có nước, có đoàn thì lại thiếu trách nhiệm cái việc đó. Thế tuy nhiên thì những cái việc này cũng là cần phải rút kinh nghiệm rất là nhiều, bởi vì cái giải marathon hiện tại bây giờ cái sức hút của giải hiện tại bây giờ là rất là cao đó. Đó, tôi nghĩ là đối với các cái giải thì giải marathon bây giờ cái sức hút cũng gần gần như bóng đá đó, cũng gần gần như bóng đá đó. Chính vì vậy khi cái sự quan tâm của xã hội càng nhiều hơn thì cái công tác tổ chức này nó càng phải chuyên nghiệp hơn. Đó, thì đây cũng là một cái vấn đề chúng tôi cũng đã phải học rút kinh nghiệm với lại môn điền kinh, liên đoàn điền kinh trong thời gian vừa qua để chúng ta rút kinh nghiệm về cái việc đó. Đó thì nó có một số các cái nội dung đó, thì nó cũng có cái vấn đề lý do của chủ quan cũng như vấn đề lý do khách quan đó. Tuy nhiên thì góc độ về quản lý nhà nước đó thì chúng tôi cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm và có những cái điều chỉnh cần thiết để làm sao cho cái hình ảnh của thể thao Việt Nam, hình ảnh công tác cái sự kiện đó ngày nó sẽ càng tốt hơn. Đó, cũng rất là mong các anh chị em phóng viên chúng ta cũng hết sức chia sẻ và cũng giúp cho ngành thể thao trong những giai đoạn rất là khó khăn này, đó là chuẩn bị tổng vụ cũng là gần sang năm thì chắc là sau nghị định nó xuống còn cục thể thao thôi, nó chỉ còn cục thôi. Thì cái ngành thể thao chúng ta nó đang ở cái giai đoạn nó chuyển đổi rất là khó khăn, rất là mong các chị chia sẻ. Sau đây chắc là mời chị đến nhé, đi một số ý kiến. Em cũng như vừa rồi thời gian vừa qua thì anh Việt cũng đã chia sẻ cái thông tin liên quan đến thể thao Việt Nam nói chung và khu vực thể thao diễn đàn nói riêng. Có hai cái sự kiện mà có chị quan tâm đến đại hội toàn quốc như là các cái sự kiện của giải AFF tới, thì tôi cũng xin thay mặt lãnh đạo của thể thao cũng như công tác truyền thông trước hết là gửi lời cảm ơn chân thành đối với tất cả các anh chị em phóng viên đã đồng hành với thể thao Việt Nam trong suốt một năm vừa qua. Các cái sự kiện, các cái sự cố mà đã xảy ra rồi chúng tôi cũng rất là mong muốn là sắp tới cũng còn những cái sự kiện cuối năm giải bóng đá, các sự kiện nào khác các anh chị em ủng hộ hỗ trợ đồng hành với ngành và những thông tin tích cực đối với những người hâm mộ. Và chúng tôi cũng nhận thấy là có rất là nhiều điều để phải rút kinh nghiệm như là phải làm tốt hơn trong thời gian tới.
Tôi cũng xin thông báo ngày 29 tháng 12 này chúng tôi tổ chức một cuộc chọn vận viên tiêu biểu toàn quốc 2022 tổ chức tại tầng 5 nhà B của thể thao. Chúng tôi sẽ gửi giấy mời đến các chị. Mà tôi cũng nhân thể đây tôi cũng mời tất cả phóng viên có mặt ngày hôm nay tham dự buổi tổ chọn vận viên tiêu biểu đó như là gặp mặt cuối năm tại tổng cục thể thao vào 9 giờ sáng ngày 29 tháng 12 tháng 5 này các anh chị đến dự. Có thể bầu chọn trực tiếp và trực tuyến mà rất là mong anh chị đến dự trực tiếp và sẽ bộ truyền thông sẽ gửi đến giấy mời cho anh chị. Sau đây tôi cũng mong muốn là nhận được những câu hỏi hay là những chia sẻ các phóng viên để anh Việt và tôi có thể trao đổi thêm chia sẻ thêm các cái vấn đề thể thao Việt Nam mà anh chị quan tâm. Giờ xin mời các phóng viên ạ. Như ta đã biết rồi thì đối với các cái đội mà thi đấu mà tốc độ cao, thi đấu tốc độ cao đó thì họ sẽ sử dụng cỏ rất là thấp, đó là quy định cỏ rất là thấp. Thứ hai là sân họ cũng là tương đối nó cứng, đó để họ thi đấu với tốc độ cao. Đó. Thế còn đội tuyển chúng ta là đội tuyển thi đấu ban mật nhiều, đó là ban mật nhiều, chúng ta không dùng tốc độ như Mbappe hay là dùng sức mạnh như là một số đội khác đó. Thì cái vấn đề của sân Mỹ Đình của chúng ta là hiện tại là nó đang mềm đó, sân tương đối nó mềm đó, thì chúng ta cũng mới đổ cát thêm, cũng lưu thêm đó, lưu thêm cái còn là về mặt cỏ đó, thì cái cỏ của chúng ta thì hiện tại bây giờ cũng không cao đó, không cao đó. Thứ hai là cái mặt sân là cái nguy cơ chấn thương lớn nhất trên mặt sân là vấn đề là bồ ghề thì cái điều mà nó lo lắng nhất của tất cả các sân bóng đá của chúng ta ở đây là chính là vấn đề của cái bồ ghề của sân, bởi vì sân đa số các cái sân bóng đá ở Việt Nam mình đều là sân nữ dụng, tức là sân vừa là sân bóng đá mà là cái vừa là sân đình kinh đó. Đình kinh thì chúng ta biết rồi, nó track and field đó, nó phần track là chạy ngoài, nó đường chạy, nó phần field là trong, thành ra cuối cùng là ném đẩy tạ, ném lao, ném đĩa, tất cả mọi thứ là đệ hết vào sân bóng đá, nó hết vào sân bóng đá. Thế thành ra là các sân bóng đá Việt Nam đa số mùa hè, như vừa rồi các đại hội thể thao toàn quốc đó thì bắt buộc là những cái môn mà nặng, như tạ, tức là chuyển ra bên ngoài. Ở đây nó chỉ lao thì chỉ có đâm xuống thôi, đó, đâm xuống nó đỡ hơn, nó đỡ ảnh hưởng tới cái độ cứng đều cũng như là cái độ của nghề của sân đó. Thì cái việc cái nguy cơ lớn nhất của chấn thương nó chính là cái bộ nghề đó. Thì cái việc đó thì cũng đã giải quyết bằng cách là nó bổ sung cát và lu thường xuyên lu, nó đã có chỉ đạo thành ra cái vấn đề của chấn thương mà liên quan đến mặt sân thì không có vấn đề, thì tôi nghĩ là không phải là vấn đề lớn ở đây, cũng có thể không có vấn đề luôn. Cái vấn đề thứ hai là cái cầu môn đó, như tôi đã nói rồi, trước đây cái cầu môn bằng sắt thì xác suất của nguy cơ chấn thương khá cao đó, và cũng rất là cứng đó. Thế còn bây giờ chúng ta sử dụng cái cầu môn bằng nhôm đó, thì cái đơn vị này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế đó, và cái này nó cũng sẽ giảm cái nguy cơ chấn thương đó. Thế còn tất cả các vấn đề rủi ro khác nó liên quan đến về các cái nhìn nó liên quan đến cái lượng trên mặt sân đó, thì cũng đều phải cho là soát kiểm tra rất là chặt cái việc đó, kể cả cầu môn những cái vấn chỗ nào nó nhô ra hay là những vấn đề gì có nguy cơ thì ngày hôm qua cũng đã có chỉ đạo cắt đi đó. Ví dụ như là cái cầu môn này nó có hai cái tai ở phía dưới phần sắt đó, thì nó tạo thêm cái điểm tựa thì mình phải tháo đi bởi vì cái việc đó nó cũng có nguy cơ vận động viên mà nó ngã ra phía sau đó, nguy cơ thì mà cho tháo đi luôn cái việc đó, để nó giảm tối thiểu cái rủi ro xảy ra chấn thương. Xin phép báo cáo.